Quý vị và các bạn thân mến, dân gian thường có câu nuôi cá dưỡng tâm, nuôi lan dưỡng tính. Những năm gần đây thì phong trào nuôi cá koi lại nở rộ. Ngoài các quán cà phê thì nhiều người đã bỏ ra một số tiền không nhỏ để đầu tư hồ cá koi tại nhà. Dân thưa quý vị, nhưng mà cá koi thì không phải là loài dễ chăm sóc ạ. Sau đây thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng tìm hiểu rõ hơn về cách chăm sóc loài cá này quý vị nhé. Mình nuôi cá koi là để tạo cái vẻ mỹ quan cho mình đó, cho khuôn viên nhà của mình đó được đẹp, nó được đa dạng. Lúc mới đem về là em cũng rất là lo lắng, là tại vì cá koi này là mình phải quan tâm rất nhiều tới nguồn nước nè, và thức ăn là phải phù hợp mới được. Vì đây là một loài cá là đắt tiền á chị, cho nên là phải chú tâm và chăm sóc nó nhiều lắm, chứ để nó có xảy ra chuyện gì thì rất là tiếc. Nuôi khoảng 4-5 tháng nay rồi, mà trong cái khoảng thời gian đầu thì khó nuôi lắm chị. Nó chết hoài. Rồi sao mà nhiều người cũng tư vấn đồ này kia, rồi mình sửa lại cái nguồn nước, rồi với mà thức ăn đồ này nọ. Với nhiều năm kinh nghiệm trong việc tư vấn thiết kế mô hình cà phê cá koi, anh Phạm Giang Trình cho biết yếu tố quan trọng nhất để nuôi cá koi khỏe mạnh, trước tiên phải chú ý đến bộ lọc và nguồn nước. Người dân ấy, mà mình chưa hiểu biết về nuôi cá koi ấy, thì mình nuôi cái lượng cá ít thôi, nó khoảng 3-4 con thôi. Thì khi mình mua cá vào ấy, mình không phải mình về mình có cái hồ cá, mình thả ào cá, mình thả hết cái đàn cá xuống hồ được, thì mình sẽ thả từ từ để cái con cá nó nằm ở trong cái bịch bóng nước á, nó sẽ cái môi trường ở trong môi trường ngoài ấy, nó hai bên môi trường nó phải đồng nhất với nhau, rồi mình sẽ thả từ từ. Thì trong cái thử mình thả ấy, thì mình sẽ mua một cái thuốc dưỡng cá, thì cái tiệm bên ngoài người ta cũng bán cái tiệm thuốc thì mình sẽ dưỡng cá. Khi mà cá mình thả về thì ít nhất là từ 5-7 ngày mình không cho ăn gì cả, mình để cho cá nhịn đói một chút xíu. Mình cho ăn vì cái nước của mình nó chưa ổn định, con cá nó đi nhiều nó lại ảnh hưởng đến môi trường nước. Khi cá nó ổn định xong, nguồn nước ổn định xong, bắt đầu mình cho ăn, cho cá ăn, tập ăn từ từ, chứ không phải là mình cứ cho nó ăn no là nó sẽ ảnh hưởng đến môi trường nước. Cũng thấy nó bệnh mà mình chưa có phát hiện là bệnh gì ha, thấy nó nổi sần sần ở trên da, rồi mình cũng có tách riêng để mình điều trị á. Nhưng mà có những con nó yếu quá trời rồi cái nó chết rồi mình chưa có biết nguyên nhân là nó bị gì. Nếu mà nuôi cá ở ngoài trời á, khi nước mưa xuống là cái độ axit của nước mưa và cái nước của cái ở trên cái đất nó chảy xuống hay bị lợn cá, thì mình sẽ chú trọng cái đánh thuốc làm sao là sát khuẩn. Để hạn chế cá koi bị nhiễm bệnh, không nên nuôi chung với các loài cá khác. Riêng thức ăn cho cá koi phải là loại thức ăn riêng biệt, được mua tại các cơ sở uy tín. Khi cho ăn, cần lưu ý nên cho một lượng thức ăn vừa đủ, sao cho khẩu phần ăn của loài cá này chiếm khoảng 5% trọng lượng cơ thể.